Thưa quý vị, mặc dù Việt Nam chính thức mở cửa hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3, nhưng từ trước đó các địa phương trọng điểm về du lịch, trong đó có Đà Nẵng, đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón khách du lịch quay trở lại. Bên cạnh thị trường nội địa thì thị trường khách quốc tế cũng được ngành du lịch thành phố quan tâm xúc tiến, quảng bá nhằm sớm khôi phục các thị trường vốn là thế mạnh của Đà Nẵng. Thưa quý vị, việc khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế trở lại Đà Nẵng ngày một nhiều hơn là những tín hiệu khả quan cho quá trình phục hồi trở lại của ngành du lịch thành phố. Đoàn khách Thái này đang có hành trình tham quan trải nghiệm 4 ngày tại thành phố Đà Nẵng. Gần 150 khách được chia thành các đoàn nhỏ để tham gia các gói city tour, khám phá các điểm văn hóa du lịch nổi tiếng của thành phố. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, nhiều khách Thái tỏ ra thích thú khi quay trở lại Đà Nẵng và mong muốn sẽ được quay lại thêm nhiều lần nữa. Tôi chọn Đà Nẵng để đi du lịch trong lúc này vì Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện. Đặc biệt, hiện nay các chuyến bay từ Bangkok tới Đà Nẵng cũng đã được mở lại nên rất thuận lợi. Trong thời gian trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng, tôi đặc biệt ấn tượng với ẩm thực và sự hiếu khách của người dân địa phương. Khách Thái được đánh giá là một trong những thị trường đầy tiềm năng mà ngành du lịch Đà Nẵng đang đẩy mạnh xúc tiến khai thác trong giai đoạn hiện nay. Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp du lịch đón các đoàn farm trip, bread trip Thái Lan đến khảo sát dịch vụ, kết nối với các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng. Sau 2 năm quay lại Đà Nẵng, tôi thấy thành phố đã có sự thay đổi vượt bậc, đặc biệt là về cảnh quan du lịch, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cũng chuyên nghiệp hơn. Sau khi khảo sát các điểm đến tại thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kết nối để đưa thêm nhiều khách Thái đến với Đà Nẵng hơn. Hiện nay, hãng hàng không Thái Vietjet đang khai thác đường bay tới Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến trên một tuần. Thời gian tới, công tác quảng bá thúc đẩy việc trao đổi hai thị trường khách sẽ tiếp tục được ngành du lịch hai bên tăng cường, nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn khách trong giai đoạn phục hồi.